Hello Xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình Thì như các bạn biết thì mình đã đem cái góc nuôi cá của mình vào trong vòng gần hết rồi Có thể nói là hết rồi Ngoài kia thì mình set up thì cũng xong 90% rồi mọi người Còn chờ là cá về và thả vào nữa thôi Thì ngày hôm nay thì mình có thu hoạch cá bấy màu con nè mọi người Mình có thu hoạch cá bấy màu con rồi sẵn mình cũng làm video mình nói về những cái cách mà đem cá bể màu mái đi đẻ an toàn hiệu quả ha, tối ưu nhất à, và những cái cách thông dụng ha những cái cách đó là những cái cách thông dụng nhất mà mình thấy là cũng khá là nhiều người áp dụng thì cũng khá là thành công cho nên mình muốn giới thiệu với mọi người thì sẵn trong video này thì mình cũng sẽ nêu là những cái vật dụng mà các bạn có thể bỏ vào cái hồ cá bỏ vào cái hồ cá mái đẻ của mình à, sao cho nó an toàn hiệu quả ha thì trước tiên thì mời các bạn là đi chung với mình là thu hoạch các con nha thì sáng mình thu hoạch được đây ở đây là được 6 con nha mọi người 6 con 6 con các con thôi thì con cá máy mình bỏ vô lòng đẻ rồi mình ấy xong hết rồi à, đẻ xong hết rồi thì mình đem nó ra thôi thì cái bên đây thì con máy này nó nó đang đẻ nó nè mọi người đang đẻ mà thấy coi bọn nó cũng ấy quá cái bọn nó cũng lao nhau lao nhau quá rồi thôi cho nó vô trong cái lòng đẻ nữa đi cho nó an toàn ha con này là sọt nha mọi người sọt thành ra là nó đẻ con nào là quý con đó rất là quý luôn ha. cũng là cái lứa đẻ đầu tiên của nó luôn cái bọn còn khá là to mình nghĩ là chắc nó còn đẻ nữa ha tiếp theo bên đây bên đây mình cũng thu hoạch được mười mấy con cá con ha cũng là lứa đầu tiên luôn thì những cái con cá ở đây đẻ đều là lứa đầu tiên hết thành ra là cái đợt này mình thu hoạch rất là ít cá con mỗi lần vậy từ 6 con một con cũng có nữa một hai con cũng có nữa năm sáu con cũng có nữa mười mấy hai chục con cũng có luôn đủ cỡ đủ hàng hết ha rồi vào vấn đề chính nào thì cái cách đầu tiên thì như các bạn thấy đó cái đầu tiên mình muốn nêu ra là như các bạn thấy là mỗi con là sẽ cho đi một cái hồ riêng để mà đẻ thì cái cách này thì nó có ưu điểm và cũng như là nhược điểm nha thì cái thứ nhất là các bạn cần phải có khay cần phải có một cái khay nhỏ như mình thì tầm nếu mà mua thì tầm khoảng từ 14 tới 20 ngàn một cái ha tùy chỗ bán cái này thì giá thì mình cũng không có ấy lắm nhưng mà mình mua là mình thấy là có chỗ bán 14 15 ngàn có chỗ bán 20 ngàn đó à, cái ưu điểm của nó đó là khi mà cái con cá máy của mọi người á cái bầu bự á các bạn đem ra đây các bạn nuôi luôn như mình nè mình nuôi rất là nhiều cá máy bầu bự trong đây đây các bạn thấy không chưa đẻ nè bầu bự nè nuôi từ hồi mà ép xong rồi đó. bầu bự chưa đẻ nữa nè đây nữa nè bầu bự chưa đẻ nè đó thì nuôi như vậy thì nó an toàn hơn nha nó an toàn cho con cá mình hơn nó không bị là cá trống dí à rồi khi mà nó đẻ thì nó cũng đỡ ha, khi mà cám mà nếu mà bạn để cận ngày đẻ cận gần đẻ dữ quá mà bạn thả vô chung á, thì nó thả vô đây á, thì nó cũng sẽ bị stress rồi nó dễ bị đẻ non nhưng nếu mà bạn nuôi trước như vậy á, thì cũng tránh được cái trường hợp là cá đẻ non ha, tránh được một phần nào một phần nào thôi ha cái uh, ưu điểm tiếp theo nữa là khi mà cho cá máy vào như vậy thì mình có thể là để một cái lồng đẻ nhỏ nhỏ vô như mình để cái ly bên kia vậy đó hoặc là để như vậy cái này thì không hay cái ly thì hay hơn nha cái này thì cá nó sẽ nhảy ra cái này thì mình có một cái uh, chiêu đây mình chơi cái chiêu này mình sẽ lấy một cái mình úp lại cho lên nữa đó úp cho lên nữa đó vậy là cá máy nó hết ra ha thì uh, cái bỏ vô lòng đẻ là hay nhất để mà bảo toàn số lượng cá con, ha, à, con cá máy đẻ ra rồi thì con cá con nó, cái con cá con nó 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 thoát ra ngoài được, ha, à, nó thoát ra ngoài được, cá máy nó không ăn lại cá con, ha, à, cái cách này là cách tối ưu nhất mà mình đang áp dụng. Còn một cách nữa, còn một cách nữa mình thấy mọi người hay áp dụng đó là đây, cho ví dụ mọi người luôn, thì à, như cái hồ này hồ cá giống thì các bạn bỏ toàn bộ cá giống vào trong cái lồng đẻ rồi khi mà có cá con thì các bạn thu hoạch các bạn dớt cá con ra nó đẻ thì con nó rọt nó bơi ra ngoài à, cái đó thì sử dụng hồ rộng này ngon nhưng mà cái hồ nhỏ thì dở tại vì cá con nó bơi ra rồi bơi vô rồi nó bị ăn à, hoặc là đó cái đó thì cách đó thì đỡ tốn đỡ tốn chi phí cho mọi người hơn chỉ là một cái chỉ là một cái lồng đẻ nho nhỏ là ok rồi không cần mà chi phí gì nhiều À, làm cái cách đầu tiên thì chi phí hơi cao một tí, tốn tiền mua này mua kia, Đó. thì làm như vậy thì nó cũng có nguyên ha cái 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 nhược điểm của nó là chi phí, ý cái ưu điểm của nó là chi phí đỡ tốn nè, nhưng mà bù lại nó vẫn có nhược điểm, các bạn biết nhược điểm gì không? Nhiều khi nhốt chặt quá ăn cá trống nó quặn cá mái dữ quá, cái ăn cá mái đẻ non luôn hoặc là nín đẻ luôn, ha. Là cái thứ nhất, cái thứ hai thì nhiều khi những cái con cá mái khác nó nó đói á khi mà cá đẻ ra cá con chưa kịp bơi nữa là nó dí theo nó quất rồi thành ra là cũng không có bảo toàn tối ưu được cái lượng cá con được ha à, cái đó là cái nhược điểm của cái cách này thì à, còn một cách nữa cách cuối cùng này thì mình thấy mấy bạn mà nuôi cá với diện tích rộng và số lượng lớn thì các bạn hay dùng à, vừa tiết kiệm được chi phí mà vừa ấy nữa nhưng mà bù lại thì cái cách này cái nhược điểm là cần phải có chỗ hồ rộng thì thì cái cách đó đó là cho một cái hồ rộng như diện tích là 15 cái khay này đi rồi các bạn tập trung khoảng 10 con cá máy đẻ vô trong một cái lồng đẻ sau đó thì chờ nó đẻ xong thì giới cá máy ra cá con thì dưỡng trong cái hồ rộng đó luôn ha cái đó là cái cách mà mình thấy là trại hay dùng mình thấy trại hoặc là những người mà nuôi nhiều hay dùng ha cách đó cũng rất là tối ưu tối ưu về tất cả mọi mặt luôn đó, đổi cốn không gian đổi ấy nữa à, nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm là mọi người biết gì không khi mà cá con nó đẻ ra không biết là cái thứ nhất là không biết con của máy nào là máy nào Không biết là con cá con là của con máy nào là của máy nào là cái thứ nhất cái thứ hai cái bầy cá mà các bạn thấy đẻ ra si xí xích một hai ngày nó là cả đã đã là một cả cả một vấn đề nha mọi người tại vì con cá đẻ ra hai ngày thì nó bự hơn con cá đẻ mới đẻ ra rất là nhiều cho nên là cạnh tranh thức ăn sẽ dẫn đến là cá đẹp và nuôi cá con theo kiểu tập trung như vậy á thì mình thấy là cá nó dễ bị đẹp rất là dễ bị đẹp à, khó bề chăm sóc cá con rồi cái đó là những cái cách mà ba cái cách ba cái cách mà cơ bản nhất hữu hiệu nhất thì nhắc nhỏ mọi người luôn là trong quá trình mà cho đi đẻ nếu mà cho ra khay này cho ra khay này thì tùy theo từng loại cá mà mọi người có thể là chọn màu sắc khay nha nếu mà hàng rồng hàng mắt đen nữa các bạn đưa ra khay trắng thì các bạn phải để lồng đẻ nha mọi người chứ để nó ăn cá con hết ha à, tại vì cái con cá con đẻ ra là nó đen rồi nó đen vậy rồi cá máy nó sẽ thấy ha nó thấy rất là rõ cho nên là nó ăn luôn nếu mà đổi là nó ăn luôn đó xác sức ăn cá máy xác à, sức mà cá máy ăn cá con rất là cao khi mà sử dụng khay trắng đối với dòng mặt đen ha cái này thì đối với dòng mắt đỏ thì rất là ngon à, cá đẻ ra cá con nó tiệp cái màu ấy luôn thành ra là nó ít có ăn hơn ha cho nên là đặt lòng đẻ là chắc ăn nhất đó, đừng có mà tiếc cái lòng đẻ cái lòng đẻ cũng không có nhẹ nhàng lắm cái ly có bao nhiêu tiền 500 bạc trăm hai trăm đồng gì mua năm cái một trăm cái cây trăm cái có hình như có năm 000 ngàn à năm trăm đồng cái à tha hồ làm làm như mình vậy nè không có tốn nhiều ấy của mọi người à, các bạn có thể là ấp ngược trở lại cũng được qua wow, làm cái tới dành luôn xong rồi ấp ngược trở lại à, cũng được rất là hay có nắp nữa đó đó là cái lưu ý thứ nhất cái lưu ý thứ hai khi mà muốn cho con cá máy mà nó đẻ nó không bị chết thì các bạn cần nên để chỗ tối mình nữa thì đem ra ngoài này mình nuôi từ sớm rồi thành ra nó quen rồi ha, nó đẻ ban đêm còn không mấy thì các bạn đem ra chỗ tối cho đẻ là nó đẻ nhanh ha, và nó không bị chép đó rồi tới phần vật dụng nào hồi nãy mình nói phần vật dụng chưa ta tự nhiên mình quên rồi thì vật dụng nữa bạn có thể bỏ bèo vô bỏ rong vô chứ bỏ rong như mình vô thì bỏ rong vô như vậy thì nó rất là có lợi một cái là nó sẽ cho làm chỗ trốn cho các con một cái nữa là các con nó leo lên đó nó nằm nó bơi đỡ mệt À, những con mà yếu yếu nó nằm trên đó được à, à, thì à, cái gì cái chứ chịu cực chịu khó chút xíu thì nó sẽ an toàn hơn nó, nó an toàn nó đảm bảo hơn là tốt nhất à, các bạn cứ suy nghĩ rồi hoàn thiện tất cả mọi mặt nếu mà bạn cảm thấy là cái cách đem đẻ nào mà nó phù hợp với mọi người thì mọi người cứ việc áp dụng thì thường thường mình thấy là ba cái cách mình nêu trước đó, rất là tốt À, còn về vật dụng thì các bạn có thể bỏ bèo bỏ nhâm thạch bỏ san hô bỏ bất kỳ cái gì cũng được bỏ lọc vô. đừng có cho lọc bio nha <laughs> đừng có cho lọc à, và cũng đừng có chạy đừng có mà cho mà cái kiểu uh, lọc bơm luôn nha không được luôn nha tại vì nó sẽ hút các con vô nha cá con mới vừa đẻ xuống bơi rất là yếu cho nên là lọc nó dễ bị hút rất là dễ hút bỏ những vật tỉnh như là bèo rong nè rong nè là cái thứ nhất nè cái thứ hai là đá nhâm thạch nè tạo chỗ chú cho các con là cái thứ ba sang hôn này. sứ lọc rồi các kiểu bla, bla bla bỏ vô được hết trừ những cái lọc ra ha đó thì nhiều lắm mọi người rất là nhiều ấy nhiều khi á con cá mà trong cái hồ cá giống mình nuôi cá giống riêng ha à, mình nuôi cái hồ cá giống riêng mình nuôi cá con riêng mình không nuôi lộn xộn có nhiều người người ta sẽ cho đã cái kiểu thủy sinh luôn lộn xộn luôn là nuôi trong một cái hồ rộng thiệt là rộng sau đó là nhốt cá trong cái trong cái lồng đẻ ha à, cũng như là cái mương vậy đó nó nhốt uh, nuôi cá trong cái mương sau nhốt cá sau đó nhốt cá giống vô cái lồng đẻ rồi nó đẻ thì cá con nó bơi ra ngoài mương thì cho ăn ở ngoài thôi thì cái đó thì áp dụng đối với hàng thủy sinh còn cái hàng mà yêu cầu mà nó đẹp chất lượng thì người ta sẽ làm kỹ hơn đẻ con nào người ta sẽ quý con đó hơn nó à, như mình nè à. đó đẻ con nào đó là mình con đó há à, mùa này mà cá đẻ thì cá con nuôi nếu mà tồn tại được tốt thì rất là khỏe ha đó, đó là những cái cách đẻ cơ bản cái cách mà đem cá má đẻ cơ bản nếu mà có điều kiện thì mình thấy mọi người nên mua khay này 14 15 20 gì đó một cái mình mua loại chục cái mình có 15 cái rồi mình chắc mình sẽ phun phải mua một chục cái nữa Tại vì mình thấy trong đây thì có mấy con là bụng bự bự nè có mấy con bụng căng căng rồi nè như uh, nè mấy như mấy con này nè các bạn thấy bụng căng căng rồi nè là mình sẽ đem ra như con này nữa nè là mình sẽ đem ra mình nuôi riêng đó, mình sẽ cỡ này là mình đem ra mình nuôi riêng tới cái bụng nó căng chà bá luôn như con này là mình phải nuôi là tầm khoảng 3 tuần hai ba tuần vậy đó thì nó mới đẻ nè đó các à, bạn thấy như con này thì mình phải nuôi hai tuần thường đường mình sẽ đem ra trước hết mình đem ra trước hết cá thấy hơi căng căng có bầu có gì hiệu ứng rồi là đem ra ngoài không có để trong đó ha để mất công nó đẻ mấy con kia ăn hết à, cái nền khay rất là quan trọng ôi cũng nhiều lắm mọi người mọi người có thể sử dụng nước lá bàn nha mọi người có thể sử dụng nước lá bàn để mà mà cho con cá nó đỡ stress ha. đỡ stress với lại à, để cái à, ấy cạn thôi để cái nước cũng cạn thôi đừng có cao quá thì tầm khoảng nửa cái nửa cái khay này là được rồi như vậy nè rất là thoải mái rồi ha không cần cao quá khi mà đẻ cá con thì các bạn có thể là đưa nước về thấp lại cũng được nó không ấy thì để nước như vậy luôn cũng được đó đó là cái 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 những cái mà cách đem cá bé màu đi đẻ cơ bản thì nếu mà muốn tối ưu được cái số lượng cá con không bị ăn thì các bạn phải có lòng đẻ nó mới an toàn còn có nhiều cách như là đậy lại cho nó tối rồi con cá nó không thấy đường ăn con thì cũng đúng nhưng mà nhưng mà, mà phải đi thăm cá rồi cực lắm mọi người à, còn bỏ vô trong cái lòng đẻ luôn á thì chừng nào nó đẻ nó đẻ rồi nó đẻ dưỡng cho nó trong vài ngày trong đó luôn cũng được không sao hết còn cái kia là phải vớt cái máy ra liền không ấy thì nó sẽ nó đói đói nó buồn buồn thì nó sẽ ăn cá con <laughs> ha rồi Bye bye chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình.